Hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2017 Thứ bảy đầu tháng kính trái tim đức mẹ Thứ bảy tuần thứ 12 thường niên Trích sách sáng thế Trong những ngày ấy, chúa hiện ra cùng Abraham với chồng cây ở mâm rê Đang lúc ông ngồi ở cửa lèo giữa trưa nóng bức Ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện đứng gần ông vừa trông thấy từ cửa lèo ông chạy ra đón các vị ấy rồi sắp mình lại và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Con xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà con. Các đấng ấy nói Như ông đã ngỏ, xin cứ làm Abraham liền vào lề và bảo Sarah rằng Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng Còn ông, ông chạy đến đàn bò Bắt một con bê non hảo hạng Trao cho đầy tớ đem đi nấu Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín Dọn ra trước mặt các đấng Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng hỏi Abraham rằng, Sarah, bạn ông đâu? Ông trả lời, kia bạn con ở trong lèo. Một đấng nói tiếp, Độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, và Sarah, bạn ông, sẽ được một con trai. Sarah đứng sau cửa lèo nghe vậy thì bật cười vì cả hai đã già nua tuổi tác Sarah đã qua thời kỳ sinh nở bà cười thầm rằng tôi đã già ông nhà tôi đã lão nào tôi còn tìm lạc thú nữa sao chúa phán cùng Abraham rằng sao Sarah lại cười mà nói rằng nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao đối với chúa có gì khó đâu theo đúng kỳ hạn Độ này sang năm ta sẽ trở lại thăm ông, cả hai vẫn còn khỏe mạnh và Sarah sẽ được một con trai. Sarah chối mà rằng con không có cười bởi vì bà khiếp sợ nhưng chúa đáp lại: "Không đúng bà có cười. Đô là lời chúa, ta ơn chúa." Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa. Đức Maria đã nói, linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần tri tôi hoan hỷ vui mừng trong Thiên Chúa đang cứu đồ tôi. Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa, bởi người đã nhìn đến phần hẹn tôi tơ, Thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi phước đức Vì Đăng đã làm cho tôi những điều trọng đại Người quyền năng và danh người là thanh Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa Đức từ bi người từ đời nọ đến đời kia dành cho những ai kinh sợ người kẻ đôi khác người cho đầy thiên hào bọn giàu sang người đuổi về tay không chúa đã nhớ lại lòng từ bi của chúa chúa đã nhận sang sống israel tôi tơ chúa bởi nhớ lại lòng từ bi của người như người đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi dành cho Abraham và miêu Duy ông tới muôn đời. Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phen vì tôi tơ Chúa đang lăn tay nghe Chúa có lời ban sự sống đời đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu vào thành các pha na ôm có một viên đại đậu trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đề tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đậu trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng, Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế tôi nói cho các ông hay từ phương đông phương tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ abraham isaac và jacob trong nước trời nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng rồi đức giê xu nói với viên đại đội trưởng rằng ông cứ về đi ông tin thế nào thì được như vậy và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt, người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗ dậy phục vụ người. Chiều đến người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu, người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah, người đã mang lấy các tật nguyền của chúng ta và gánh lấy các bệnh hoạn của chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô người khen Chúa. Sứ điệp Thiên Chúa đã nâng con người. Những tật nguyền của chúng ta chính Ngài lãnh nhận. Ngài mang lấy những bệnh hoạn của chúng ta. Hãy tin vào Chúa và trao phó những khốn khéo của chúng ta cho Ngài. Cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu, con cảm nhận được sức mạnh và hậu quả của tội lỗi ảnh hưởng nơi bản thân con. Tội lỗi dẫn đến bao thảm họa. Nó gây ra bao nỗi đau khổ đắng cay. Con biết Chúa đã giận nên con và hằng yêu thương con. Chúa không thể hờ hững trước những thất bại khốn khó của con. Chúa là tình thương, chính Chúa đã cúi xuống với con để nâng con dậy. Chúa muốn cất đi những gánh nặng của phận người đang khốn khổ do tội lỗi gây ra. Tuy thế, con cũng hiểu rằng dù Chúa muốn nâng đỡ con, nhưng nếu con không tin và không phó dân những khốn khổ của con trong tay Chúa, Chúa cũng đành bỏ tay chẳng cứu được con sự trao gửi đó đòi con phải có một lòng tin tuyệt đối vào chúa biên sĩ quan trong bài tin mừng hôm nay dù là một người lương dân nhưng đầy lòng sắc tín ông đã thua với chúa một lời khiến chúa vui và ngạc nhiên chỉ cần chúa phán một lời thì đầy tới nhà tôi sẽ khỏi nhờ lòng tin ông đã được như ý ông xin cũng chính nhờ lòng tin ấy ông sẽ được đón nhận vào nước trời lại Chúa Đời con với bao lo toan, bao thương đau Bao ưu phiền, bao vất vả Con xin phó dân trong tay Chúa Con quyết chứng tỏ lòng tin Chúa Bằng cách quyết tâm giữ luật Chúa Quyết tâm sống lương thiện ngay chính Trong những lúc gian nan Con tin Chúa cũng sẽ nói với con Con về đi, con sẽ được như con đã tin Amen Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Một cách trả thù, những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây. Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô gái và chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn còn tên hung dự thủ thì vừa đi vừa đắc trí hô lớn ta đã trả thù được rồi mười mấy năm sau cô bé đáng thương ấy đã lớn lên rồi có gia đình một hôm có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô cô nhận ra tức khắc người hành khất chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm không một chút oán hờn không một lời trả đũa cô vội vàng vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ đã từng hành hạ mình khi người hành khất đã ăn no rồi người đàn bà liền đưa bàn tay cụt mắt hay ngón đưa cho ông ta xem và nói tôi cũng đã trả được thù rồi lấy ăn trả oán đó phải là phương châm hành động của người Kitô chúng ta không có cách trả thù nào cao quý hơn bằng yêu thương tha thứ cho chính kẻ thù nói như thánh Phaolô Chúng ta không mắc nợ với nhau điều gì ngoài tình thương mến. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù. Lấy hận thù để tiêu diệt hận thù, lấy bạo động để tiêu diệt bạo động. Có người chỉ đổ thêm dầu vào hận thù và bạo động mà thôi. Cuộc cách mạng bạo động và đẫm máu nào cũng chỉ mang lại tan thương, chết chóc và không biết bao nhiêu hệ lụy khổ đau khác. Chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại. Đó là cuộc cách mạng mà Chúa Giêsu đã đề ra. Chỉ có cuộc cách mạng tình thương ấy mới có thể tiêu diệt được hận thù. Đó là cuộc cách mạng mà người Kitô chúng ta cần theo đuổi mỗi ngày. Thay vì tiêu diệt kẻ thù, chúng ta hãy tiêu diệt chính sự hận thù trong tâm hồn chúng ta. Bài trích sách lẽ sống